Sâm đất, còn gọi là cây quả nổ, có củ tròn dài 3 cm, thân cao 50 cm, chủ yếu mọc tự nhiên ở những vùng đất cao, đồi núi ít ai để ý. Ở Côn Đảo, sâm đất mọc nhiều quanh các hòn đảo. Từ thời Pháp thuộc, những người tù ở Côn Đảo đã phát hiện công dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe tuyệt vời của cây sâm đất. Họ đã lén ăn những củ sâm đất đào được để chống chọi với những gian truân khổ ải. Hiện sâm đất có tác dụng chữa bệnh nên đã được trồng thực nghiệm thành công và phổ biến cho các hộ dân trồng. Cùng nhân vật trải nghiệm đến với huyện Côn Đảo để tìm hiểu về loại sâm đặc biệt này. Chú có thể chia sẻ cho con là tại sao chú có ý định trồng cây sâm đất này không? Bố tôi hay kể lại là người tù á, dạ. Tù chính trị mà sau khi đi lao động khổ sai trên núi đó, thì người ta có dùng cái củ này ngay sống, thấy rằng có nhiều cái tốt cho sức khỏe. Sau khi có du khách đến Côn Đảo thì người dân bắt đầu khai thác và dần dần nó cạn kiệt. Thì sau đó mình mới đem cái lấy hộp nó gieo thử, gieo 5-7 lần cũng không lên, gieo nhiều lần rồi nó cũng lên. Thì mình sau khi mà thành công cái chỗ thu từ sâm này, nó sẽ nhân rộng cho bà con, phổ biến cho toàn người dân họ trồng. Anh em thấy cái sâm của mình như cây có dại á, cái cây này mình phải trồng chăm sóc như thế nào vậy anh? Trồng xuống đầu khoảng tầm 2 đến 3 tháng mình mần cỏ trung hòa vô phân. Em biết cây sâm này có nguồn gốc từ núi gần á, khi mà mình đem về đây mình trồng á có những cái khó khăn gì không á? Cây sâm này thì tối là ở trên rừng đưa xuống trên núi đồi á, nó sống thiên nhiên, mình về mình xài phân khoa học vô là nó bị củ nó bị hư. Em thấy anh bới những cái hang này để làm gì vậy anh? Sau khi mình cỏ xong rồi mình xới lên gì thì mình vô phân, mình bón gì là cái nào mình lấp nó lại. Thấy cái cây sâm này nó cũng nhỏ quá chú, thì không biết là để đạt được cái cây như thế này thì mình mất bao lâu quá chú? Mất một năm. Thấy nó rất là nhiều củ quá chú à, cái này con nghĩ chắc cỡ 3-4 lạng á chú ơi. Hôm qua nhổ 11 gốc là 3,5 kg. Lần đầu tiên con được nhổ sâm như thế này luôn á. Cháu thấy bên đây mình trồng theo luống, còn bên đây mình trồng theo chậu, thì không biết những cái cách trồng này nó khác nhau như thế nào á chú? Trong clip ngoài đất này đó, thì ở đây có con sùng á, nếu mà nó ăn nó có thì nó ra nó ăn hết clip luôn. Coi như mình không còn thu hoạch được nữa, thiệt hại lắm. Còn mà nếu mình trồng trong chậu thì con sùng nó vô có một, nó ăn được một chậu thôi, nó không có bò qua cái chậu khác được. Tôi đang trồng thử vậy đó, thử nhiều pháp trồng, trồng ngoài luống, trồng trong hũ. Như hiện tại thì chú đã có một cái mô hình, cái cách trồng nào mà thấy tối ưu tốt chưa chú? Thì sau khi thử nhiều phương pháp trồng ra luống rồi trồng đủ kiểu hết đó, thì bây giờ thì cuối cùng thì đưa vô chậu là thấy tốt nhất. Là mình chủ động cái công thức phân bón. Tôi dự kiến là chế biến cây sâm này thành một cái đặc sản của Côn Đảo. Sản phẩm gì nữa không? Sâm ngâm mật ong. Cái củ sâm mình phơi khô đi, mình tẩm mật ong vô, mình đóng gói lại. Bán đi cho các người già, họ sắc vài lát, họ hạm vô nước sôi, họ uống buổi sáng. Dạ. Hôm nay thì chú mời cháu thưởng thức cái món ăn, ẩm thực để cái món ăn mà chú chế biến từ sâm. Mời cháu. Dạ. Cháu thấy mùi vị của sâm thế nào? Cháu thấy cái mùi của sâm á, nó rất là thơm tự nhiên, cái vị nó ngọt dịu, cháu ăn rất là thích ạ. Thật hôm nay là một ngày rất là bổ ích của cháu á. Cháu biết thêm một cái loại sâm nữa, nhưng mà loại sâm này đặc biệt là trên cái hòn đảo Côn Đảo của mình. Thì cháu chúc chú á, cũng như là cơ sở của mình á, càng ngày càng phát triển, nhân rộng cái cây sâm mình lên. Rồi, cảm ơn cháu. Sâm đất, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phân bố tại huyện Côn Đảo.